Quốc rừng ấy, quốc dễ hơn. Quanh quanh nhà đã sang tháng 3 rồi đấy. Không mấy mà loanh quanh lại Tết. À. Không mấy mà loanh quanh rồi lại Tết. À. Lại Tết rồi là mệt lắm, không lại tiền không có. Không mà ăn uống bình thường với sao mà cái Tết nó lại tốn. Gì cũng phải lo.